Sport TV Shop, nhà phân phối dụng cụ bóng bàn uy tín tại Việt Nam. Nguyễn Anh Tú. Còn 3-0. Pha giật bóng. Vâng, một pha thì Hoàng phải giành chiến thắng trong trận thi đấu này. Ngôi vô địch. Một chiếc vô địch mà đội tuyển Hà Nội cũng chờ tương đối lâu rồi. Tỷ lệ đối đầu của Nguyễn Anh Tú và Đình Hoàng thì gần như là thuộc về Nguyễn Anh Tú. Còn giật bóng rất. Những vận động viên đẳng cấp quốc gia. Những quả trái sở trường mang đậm thương hiệu của Nguyễn Anh Tú. Vòng một đẹp, ủng hộ bằng cách like và chia sẻ rồi. Vòng pha. Tiếp tục. Vì càng đánh thì càng hay. Khởi động thì hơi chậm tí thôi. Vâng, 3-7. Vâng, đề nghị quý khán giả tập trung viên hàng đầu Việt Nam. 4-7. Vâng, đờ mi tốt. Sau. Vâng, giật bóng ra ngoài rồi. Các đội mạnh toàn quốc hay là giải đại hội. 6-8. Vâng, rất 7-8. Đối giật rồi. Ui rồi. Vẫn còn. Vâng, giật bóng từ xa. Ui. Pha bóng đẳng cấp đến từ Đinh Anh Hoàng. Tỷ số là cân bằng 8-0. Vâng, cả khán đài như vỡ tung sau pha bóng vừa rồi. Pha bóng đẳng cấp của hai vận động viên hàng đầu Việt Nam. Việc của các bác là ngồi và thưởng thức những pha bóng này, những pha bóng đẹp đến từ những vận động. Vâng, 9-0. Thế cầm hai quả dao bóng. Vâng, đờ bi rất. Đinh Hoàng là người giao bóng. Đức Tuân giành chiến thắng với tỷ số là 12-10. 2-0. Thi đấu rất tốt. Chưa thua để thua một trận đấu nào trong giải đấu này. 3-0. Vâng, và đây nó mang một ý nghĩa tập thể. Ở Việt Nam thì bao giờ tập thể cũng được đề cao. Vâng, giật bóng. Bàn thì không nhầm, cứ nhầm lưới mà giật. Vẫn đang thuộc về Đinh Hoàng.
mặc dù khoảng cách rất là mong manh. Vâng, như vậy là 5 đều. Vâng, tiếp tục với trận đấu thứ 3, 6 năm. Vâng, tiếp tục. Vâng. Vâng, chi. Vâng, thi đấu một trận bóng bàn mà tuột hết cả bảng tên. Chúng ta cùng quay trở lại với trận thi đấu 9-7. Vâng, pha giật bóng vẫn là một điểm số. Đình Hoàng cần phải tận dụng tốt lợi thế giao bóng của mình. Vâng, vẫn cứu được quả bóng. Vâng. Vâng. Vâng, 10 đều lên. 10 đều. Một đều về Séc. Vâng, 11. Dứt điểm Séc đấu này. Vâng, như vậy là 10. Vâng, đã hay được có một. Vâng, tự giao bóng đi. Quá. Ngọn lửa tươi nguyên cần phải cháy dữ dội hơn nữa để đối đầu với anh Tú. Vâng, vẫn điểm. Pha bóng có phần nào. 4-6. Vâng, pha về trái tốt của Đinh Anh Hoàng. Lên nào, Lê Đình Đức đang vào xem để xem người bạn của mình thi đấu. Cố lên. Vâng, giật bóng. Năm. Vâng, giao xoáy ngược. Thôi toang rồi. Khó rồi. Vâng, như vậy là anh Tú đã giành ngôi vô địch. Đội tuyển Hà Nội đã lên ngôi vô địch để... Ưu đãi duy nhất trong livestream, giải pháp toàn diện với bộ đôi sản phẩm Metax Lotion và băng dán cơ ít 30 giúp giảm đau mạnh mẽ. Phiten, sự lựa chọn hàng đầu của các vận động viên chuyên nghiệp sau hơn 40 năm đồng hành và phát triển. Với rất nhiều sản phẩm hỗ trợ vận động, bảo vệ chống căng cơ, trợ lực giảm tổn thương, giúp bạn duy trì hiệu suất, tiếp đà bứt phá. Liên hệ ngay hotline 0353 00088 để mua hàng giá ưu đãi, duy nhất trong livestream. Phiten, thương hiệu hàng đầu đến từ Nhật Bản.